Hey, chào tất cả mọi người, đây thì là ba con mung của mình đã về hôm qua nha mọi người. Mung này mung khoai xanh nha, thì bộ rất là to bự nha mọi người. Đây, hai con mung, một con ô lờ chứ. Ô lờ có nghĩa là một con đó nó má nó hơi trắng, nó là chim nó lai giữa mung và bạc má mọi người, thì nó sẽ ra ô lờ. Thì yếm cũng rất là đen đậm. Đây con ô là con chính giữa. Đây là một con mung nha mà. Còn đây là mung. Đây cũng là mung nha. Tất cả đều ăn uống tắm rửa khỏe mạnh hết rồi. Mình về hôm qua thì bữa nay mình bắt đầu mình phơi nắng nha cho mấy đứa đó. Tất cả chim mình đều là chim trống, bao trống hết nha mọi người. Móng mỏ là đầy đủ, không có bị sao hết. Bộ thì mọi người khỏi lo về bộ, bộ thì tướng sumo, bộ bự con lắm, bự như bồ câu vậy.